cho người từng làm em hạnh phúc. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em chia sẻ cùng cả nhà cái sản phẩm mới, đó là dầu gội dưỡng màu nha cả nhà. Thì cái dầu gội này dành cho những anh chị nào mà cái tóc của mình đã có tông màu sẵn á, hay là những cái máy tóc tẩy mà mình không có dám nhuộm nữa, mình sợ hỏng tóc á, thì mình có thể dùng cái sản phẩm này nha cả nhà. Thì cái sản phẩm này mỗi lần mà mình gội á, mình để 15 phút thì cái màu của nó rất là bóng và nó có thể giữ tới 2 tới 3 tuần lễ nha cả nhà. Thì cái sản phẩm này nó có tất cả là 6 màu: màu xanh khói, màu xanh rêu, màu xanh dương, màu tím đỏ và màu tím nha cả nhà, và màu đỏ nữa nha cả nhà nha. Thì những anh chị nào mà sợ hỏng tóc mà không có dám nhuộm nữa thì mình có thể mua nó về để mình tự làm ở nhà. Và những anh chị nào mà không có biết làm thì tiệm em cũng có dịch vụ gội dưỡng màu cho cả nhà nha. Cả nhà hãy đến và thử sản phẩm mới của em nha cả nhà nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.